Yo, hello, what's up chào anh em nha, chúng ta trở lại với channel mình đây, theo từ đường phố đó mọi người nha. Xin chào anh em game tài chiến theo từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video về đầu video, anh em xin like và một subscribe của channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi hốt 4 quả cái code anh em. Ui, có cả con đen dùng chung đến con đen dùng riêng nha, quá ngon luôn, tuyệt vời luôn bạn. Ây da, thư nào, thư tại chưa gì đặc biệt, anh em cũng qua đam qua đây đã rồi. Rồi, giờ thì bắt đầu vào việc thôi anh em. Nhập code hốt quà nào. Làm luôn cho đó anh em, vì bây nhập nó cũng mất thời gian lắm, đợi phải mười mấy 20 giây nó mới được mà. Ok. Đùa. Cái anh nhờ. Đầu tiên là con đe huyền thoại mái đỉnh anh em, mái đỉnh 2022, con đe dùng chung mới nhất hiện tại. Vừa được ra mắt anh em, tối hôm qua bạn chưa nhập trên thủ nhập. Rồi. Tiếp theo là mã co đe tuần cũng mới ra mắt gần đây anh em, vừa ra mắt hôm qua, X2V9WUTS7KBT1 anh em. Đây là co đe thứ hai. Tiếp theo đó là co đe của co đe này, thằng này các bạn nhập là không được, nhưng mà tôi may sợ là tôi chưa nhập nên giờ tôi vẫn tranh thủ nhập được anh em. Kho báu 3 I love you, hiện tại là S anh em. Và cuối cùng là co đe VIP code tri ân, co đe là co đe dùng riêng nên là anh em nào muốn lấy thì có thể xem lại video sáng mới đi lấy nhá. Rồi cái này như là cái này tôi vừa nhập rồi thì phải anh em, đây là con đe tuần lộn, nhìn là biết anh em đây là lộn rồi. Đây các bạn, đây đây cái mã này là mã dùng riêng anh em, mã code này là mã code dùng riêng, nhưng mà anh em có thể lấy được tùy theo mức VIP của bạn. Sẵn tôi có video hướng dẫn rồi, anh em để xem lại và lấy á. Ok, thực sự là chúng ta có 3 phần quà anh em, 3 phần quà code nói chung bao ngon các bạn đấy. Với con đe VIP code trên của tôi thì được 8 Bentley, 8 bi, 40 thùng bia này, xuồng quay anh em, trá quỷ, kho báu thì anh em biết rồi. Đấy cũng vậy. Ôi trời, cái nào cũng có thùng bia anh em. Cái nào cũng có thùng bia, cái nào cũng có belly, cái nào cũng có các kiểu anh em. Thứ tôi đang cần là belly belly. Ok, lượm qua quà rồi tính đi luôn. Ok các bạn. Lại 70 thùng bia. 17 belly, 17 FP à. Chúng cũng hấp dẫn nhỉ. Ok, bây giờ bắt đầu tiến hành vào quẩy con ạc này luôn anh em. Bữa cơm sang gì đầu tiên. Chắc chắn là vào đây thì không thể nào từ từ bỏ được bữa cơm Sanji rồi anh em. Ok, xếp hạng quà nào. Ok, 6k, 8k và 16k. Cứ từ từ các bạn, cứ từ từ tăng hạ thôi. Giờ cũng sẽ ăn được hết thôi mà các bạn, cứ từ từ là được thôi. 43 lần trước này để dành 10k để còn đổi cái khác các bạn. Đây ăn quả tiêu phí này. Chú, cũng ngon, như quả tiêu phí cũng ngon anh em. Sự kiện sô-cô-la. Ok, làm nhẹ 200 túi anh em. Ok, làm nhẹ 200 túi. Rồi cửa hàng hồn thuốc hoán đổi anh em. Chúng ta ở đây làm nhẹ 100 thùng bia. Ở đây chế độ anh em kim cương 50 lần các bạn, 50 lần thôi. 400 xu quay cao cấp. Ok, vứt từng xương xương cho các bạn. Rồi chúng ta được 210 thùng bia. Ok, dùng nào. Ai chà, đống quả cốt nghe cũng được đấy bạn. Rồi, kích hoạt vé trình tay nào anh em. Kích hoạt một vé trình tay. Xu vòng quay nào. Một vòng, hai vòng, ba vòng, được 5 vòng anh em, nói chung loanh quanh được 5 vòng. Cũng thêm ít thùng bia thôi chứ chưa làm được gì nhiều, nhưng cũng được các bạn, có thùng bia để đi chơi là được rồi. Nói anh em cứ có thùng bia đi quẩy là vui rồi, phấn khởi rồi. Trên cả tuyệt vời các bạn. Rồi ok luôn. 40 thùng bia nữa anh em. Tiếp theo là chúng ta sẽ xuống quay cao cấp anh em nhé. 294 ạ. Thực không muốn lắm nhưng mà thôi anh em, không đổi nữa đi. Ok,
Ok các bạn, 294 thì không nỡ, chơi không đành anh em, vậy thì không nỡ. Rồi, được 3 vòng anh em. Rồi không pull nhá, cái này phải 350 mới pull được một lượt anh em. Nhưng mà cũng được, nói chung là quay được anh em. Thêm thùng, thêm cốc bia vàng. 3 lượt này em phải thêm được hơn 30 thùng anh em. May mắn thì hơn 3, nếu không không phải được khoảng 30 thùng bia vàng, thùng đi bia nữa các bạn. Chúc cũng ngon lành, được quà tiếp anh em. Rồi ok, 265 ấy rồi. Thùng bia, nhân phẩm đâu có không? 50 cốc bia vàng. Ai, ok, sẽ đi thùng bia cho anh em, 260 thùng bia. Đường quyền nhẹ nhàng hai lượt đầu tiên, đều là deal. Tiếp tục nào. Mấy ngày nay tôi đang bị ho gió bạn. Nào balo quên nào lên về anh em. Thành ra là nó hơi nói chọn nó hơi khàn người thỉnh thoảng ho, nó hơi khó chịu, anh em thông cảm nhá. Chả biết làm sao anh em, tình hình mấy nay theo dõi nào chỗ tôi giờ giờ anh em giọng thì khàn khàn xuống rồi ho nữa các bạn, bị ho gió anh em ốm nữa mệt. Tiếp tục các bạn. Ok tới nào, Chopper Uroge à, Momonga Lizin. Ừ, cũng được anh em. Xương xương thì có 200S rồi. Nhưng mà ra được anh Zoro thì có vẻ đỉnh hơn các bạn. Chopper Kid. Ui, Jack hạn hán anh em. Jack 5 cũ. Luffy. Rồi tiếp nào. Tiếp tục tới. Ok tới. Lại là Jack anh em, hai lần Jack à. Được 400S rồi anh em. Nhớ vớt được cháu thứ năm không? Tôi nghĩ có anh em vì hai con số lượng thùng nha, thì chắc là phải vớt được thêm một cháu nữa các bạn. Ít nhất là một cháu nữa nhưng mong rằng sẽ ra được Zoro. Mong rằng sẽ vớt vát ra được một Zoro Wallo anh em. Thôi nào ra thêm cháu nữa nào. Ô, không vớt được à? Căng đi nhờ, không vớt được anh em. Không vớt được thật các bạn. 80 cốc bia vàng cũng được anh em. Sương sương. Quẹt luôn các bạn, tội gì. Gadiu. Gáp, anh hùng hải quân Gáp. Monkey D. Gáp. Monkey Dragon, Monkey D. Luffy, bộ ba huyền thoại quái vật anh em. Sogeking. Ok, xử lý đám cơ bia vàng luôn. Hết đống này như được 15, 10, 2, 10 đúng không nhỉ? 10. 10 thùng bia các bạn. Cháy thế nhỉ? 10 hay 15 ta? Như 10 các bạn, tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm. Như 10, 15 ấy, tầm đấy các bạn, nói chung tầm đấy. Nói chung là quá căng. Căng quá trời luôn anh em. Ok, căng hay không căng anh em, cái gì đám cơ bia vàng để tính tiếp bạn. Để xem hàng này hôm nay có nhân phẩm nhân bánh gì không anh em. Ok, sẵn la bàn rồi. Ok, đợi tí nhé, đập xong tôi quay anh em coi. Ok, chào các bạn nhé. Giờ chúng ta đi nụng quà rồi anh em. Để xem là được cái gì không. Nụng quà quà 15 thùng bia nữa các bạn. Chúng ta sẽ được thêm ít điểm đi thám hiểm các bạn nhé. Đây, thám hiểm. Cá nhân tôi thì tôi tính đi bên này hơn anh em. 8 viên này tôi thấy vẫn hơn các bạn. Thật sự không phải nói nhưng mà cá nhân mình thấy vậy anh em. Và tôi thường theo làm theo những gì mình nghĩ các bạn. Ừ. 8, 9, 10. Nói chung thì ngày hôm nay khá là ngon anh em khi mà có đem dùng chung mới, có đồng thời lại mở luôn VIP code chiên, nên là bạn nào chưa lấy thì chuẩn bị lấy. Nhưng thật sự dư thứ mà tôi mong chờ nhất này hiện tại không biết anh em giống tôi không, tôi đang mong chờ boss anh em, boss của Ngọc Vega lâu quá trời luôn á. Thế phải nói là đợi lâu quá trời luôn rồi các bạn. Đây Ngọc Vega anh em đã bót lâu quá luôn, không biết rốt cuộc là nhà phát hành có mở nước không các bạn. Tôi đang nghi vấn là biết là nhà phát hành rồi, cuối cùng nhà phát hành có mở nước không các bạn. Đợi quá lâu luôn ạ. 90 cốc bia vàng cũng không đủ nhỉ. Đập đất cốc bia vàng này chỗ này nhưng không đủ các bạn, thôi thế nào. 20 thùng bia. Luffy PM.
Thế này tôi đập ra anh nụ PM nhiều dã man luôn ấy. Nhưng mà con này kiểu off meta rồi, giờ cũng chả còn chơi, không còn giá trị nhiều anh em. Không còn nhiều giá trị trong team anh em, không còn hỗ trợ được nhiều trong trận đấu nên là cũng chả còn ai chơi nữa. Thật sự rất là buồn khi mà ra được nhiều cho nó anh em, mà không để làm gì cả. Ok, nói chung thì cũng quẩy lên quanh qua sự kiện đây thôi. Còn 20 thùng bia là cắn mốc à. Xem nào. Úi giời, 100 thùng, 100 cốc bia vàng nữa mới được anh em. Xung quay thì ok, 50 xu quay này nữa là được thêm một form đến chị. Ok, cũng được, để lại tính sau. Ở video ngày hôm nay thì cũng kết thúc đây thôi anh em nhé. Đó, hiện tại thì có quà code mới đấy thì anh em tranh thủ đi lấy ạ. Ok, video kết thúc đây. Bye bye mọi người.